Xin chào, Lưu Hà rất là vui được gặp lại các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ vào phần 2 gồm 21 kỹ thuật thực tế mà bạn có thể áp dụng trong khoảng thời gian 30 giây hoặc ít hơn để thay đổi quan điểm của mình, kiểm soát cảm xúc của mình hoặc đơn giản là kiểm soát giọng nói đang tranh giành sự kiểm soát chính con người bạn. Trong khi nghe, bạn hãy lấy giấy bút, ghi lại những phương pháp đó và thực hành từng phương pháp một cho tới khi thuần thục nhé. Nào chúng ta cùng bắt đầu. Phương pháp 13. Cách thức kiểm soát sự phản đối. Trong bộ công cụ đào tạo kỹ năng bán hàng Sales Dogs, chúng tôi sử dụng thẻ ghi chú cho bài tập giải quyết sự phản đối. Đây là một phương pháp kiểm soát giọng nói trong đầu, sử dụng ý tưởng đơn giản về sự lặp lại. Bạn viết ra những lời phản đối tệ hại nhất đối với mình trên mảnh giấy, những lời lẽ đau lòng, đáng sợ hoặc thô lỗ mà mọi người có thể nói ra với bạn, và thực hành chúng với một bạn cùng nhóm. Một vài lời phản đối đáng sợ nhất có thể là: anh chẳng biết mình đang nói về cái gì đâu, anh thật ngu ngốc, hoặc anh thật xấu xa. Đối với phương pháp này, hãy để cho bạn cùng nhóm đưa ra những lời phản đối. Ví dụ, anh ta có thể nói: tôi nghĩ anh thật ngu ngốc. Sau đó bạn đáp rằng: cảm ơn, sao anh lại nói vậy? Giống như bài tập chuyên gia tư vấn và người cần tư vấn mà chúng ta đã thực hiện trong một phương pháp trước. Đơn giản, bạn nhắc lại bài tập nhiều lần cho đến khi nó không còn làm bạn bối rối khi đưa ra câu trả lời. Mỗi lần như thế, bạn sẽ cảm thấy áp lực giảm đi, cảm xúc lắng xuống và sự hiểu biết tăng lên. Tôi khuyên nên tiến hành bài tập này theo cách ngồi quỳ gối thì sẽ có được tác động lớn nhất. Người kia càng tỏ ra khó chịu và gây khó khăn cho bạn càng tốt. Và mỗi lần bạn ngập ngừng, bối rối hoặc líu lưỡi thì anh ta phải nói: dừng lại. Tiếp theo, anh ta phải nhắc lại sự phản đối đó. Hãy thực hiện sự phản đối này nhiều lần để có được phản ứng một cách yên lặng, không cảm xúc và trơn tru. Sau đó, chuyển sang thực tập với lời phản đối khác. Đây là cách thức rất tuyệt vời để vượt qua nỗi sợ trong mình ngốc nghếch trước người khác. Phương pháp số 14. Cách thức xua đi suy nghĩ, đáng ra, phải chi, đã có thể và giành lại sức mạnh. Khi bạn cảm thấy mình đã thất bại trong việc gì đó và giọng nói trong đầu bắt đầu bắn phá bạn, thì đó là thời điểm cần tạo ra một danh sách khác. Lần này, danh sách của bạn sẽ bao gồm tất cả những gì mà giọng nói trong đầu lên tiếng rằng bạn đáng ra nên làm hoặc phải chi đã làm. Ví dụ, danh sách của bạn có thể như sau: đáng ra tôi nên đến phòng tập thể thao, phải chi tôi gọi điện cho mẹ, hoặc tôi đã có thể bán được nhiều hàng hơn nếu tôi thực hiện được nhiều cuộc gọi hơn. Hãy liệt kê từng việc mà bạn có thể nhớ, càng nhiều càng tốt. Sau đó đọc đi đọc lại một cách cẩn thận, xem xét từng mục một. Nếu cần thì tiến hành bổ sung vào danh sách cho đến khi bạn liệt kê được toàn bộ. Thật thú vị là có thể vào lúc nào đó bạn sẽ thấy chúng thật buồn cười. Bạn sẽ cười lớn và năng lượng của bạn sẽ dâng lên, còn sai lầm của bạn sẽ dần tiêu tan khi bạn để cho chúng lần lượt ra đi. Công cụ nhỏ kỳ diệu này có thể quét sạch và hiệu chỉnh giọng nói đó trong đầu bạn. Điều hay của phương pháp này, và thực ra các phương pháp khác cũng vậy, là nếu bạn lặp lại thì chúng sẽ trở nên tự động. Bạn có thể không cần phải viết chúng ra, bởi nếu bạn đã thực hành nhiều thì đầu óc bạn không cần đến những thủ tục như vậy nữa. Đối với những lỗi lầm gây khó chịu, bạn có thể áp dụng phương pháp này, nhưng tôi cũng cảnh báo cho bạn biết đây là một phương pháp khó. Khi bạn có cảm giác tội lỗi về những việc không hoàn thành được, hãy chọn một chỗ dưới nền nhà để hít đất và tiếp tục thực hiện việc này nếu bạn vẫn còn lưu giữ cảm giác tội lỗi. Cứ tiếp tục cho đến khi bạn trút bỏ được cảm giác đó, thậm chí ngay cả khi cánh tay bạn đã mỏi nhừ và mồ hôi chảy ra như suối. Việc này chẳng dễ dàng đúng không? Có thể lần sau bạn sẽ thấy thanh thản hơn. Phương pháp này trên thực tế rất có hiệu quả đối với bất kỳ trường hợp nào mà giọng nói cứng đầu của bạn nhất quyết không chịu buông tha. Phương pháp số 15. Cách thức định vị cảm xúc thật để bạn có thể giải phóng năng lượng của mình ở mọi thời điểm. Với sự hỗ trợ của Lawrence West, bạn có thể sử dụng phương pháp này một mình, mặc dù nó sẽ phát huy hiệu quả hơn nếu bạn thực hiện với người khác. Tôi gọi nó là định vị cảm xúc. Đôi khi mọi người có cảm xúc và họ thậm chí không biết rằng cảm xúc đang điều khiển hành động của họ. Dù bạn không có trách nhiệm phải giải quyết vấn đề của người khác,
Nhưng phương pháp này sẽ giúp bạn định vị chính xác cảm xúc thật và có được sự xác nhận rằng mình đang đi đúng hướng. Nó có thể như sau. Tôi rất ghét khi có những người như anh cứ làm phiền tôi. Vậy vấn đề khiến anh bối rối là gì? Tôi chẳng bối rối gì cả. Tốt, nhưng anh có vẻ đang giận dữ. Tôi chẳng giận dữ, tôi chỉ bực mình thôi. À, anh đang bực mình. Vậy anh bực mình về vấn đề gì vậy? Tôi bực khi những người như anh cứ làm phiền tôi. Nó gây khó chịu cho tôi. Cái gì gây khó chịu cho anh về chuyện đó? Điều gây khó chịu cho tôi chính là thời gian của tôi rất quý giá. Tôi có rất nhiều việc phải làm. Tôi sẽ không ngại nói chuyện với anh vào một thời điểm thích hợp khác nếu... Cảm xúc đã được xác định và nhận diện. Và bây giờ, khách hàng tiềm năng của bạn, bạn bè hoặc đối tác có thể nói cho bạn thật ra vấn đề là gì. Thay vì cố gắng đánh giá vị trí của bản thân hoặc sửa chữa điều gì đó, bạn nên cố gắng xác định cảm xúc của giọng nói trong đầu người ấy. Phương pháp này phát huy hiệu quả ở cả hai vế của phương trình. Khi bạn buồn phiền hoặc xúc động, bạn phải chất vấn bản thân. Điều quan trọng ở đây là bạn cần cố gắng xác định cảm xúc, đặc biệt nếu nó mang tính tiêu cực. Liệu tôi có đang cảm thấy giận dữ lúc này? Không, tôi không cảm thấy giận dữ. Liệu tôi có thấy nản chí? Đúng, tôi rất nản chí. Khoảnh khắc bạn xác định được cảm xúc của mình là gì, thì năng lượng của bạn bắt đầu thay đổi. Nếu không xác định đúng cảm xúc, thì chúng ta có xu hướng đổ lỗi cho người khác và nghĩ rằng vấn đề là do ông chủ, khách hàng hoặc gia đình. Đó chính là sự biện hộ và đổ lỗi. Nó chẳng đi đến đâu cả. Cảm giác bối rối có thể xuất phát từ việc nhầm lẫn, thất vọng, tức giận, sợ hãi hoặc thậm chí là buồn phiền. Nó có thể bắt nguồn từ bất cứ điều gì. Nhưng mục tiêu của bạn trong tiến trình này là phải tìm ra cảm xúc mà bạn đang có. Dưới đây là một danh mục cảm xúc để bạn tham khảo, giống như một sự nhắc nhở. Nhiệt tình, nóng vội, tức giận, nghi ngờ, muộn phiền, vui vẻ, thù địch, buồn bã, sợ hãi, thờ ơ, bối rối, cần được thừa nhận, khiếp sợ. Khi ai đó trong cuộc đời hoặc công việc của bạn gặp vấn đề về cảm xúc thì hãy thử phương pháp này. Ví dụ, lúc này anh cảm thấy thế nào? Tôi không quan tâm tôi cảm thấy gì. Anh đang giận à? Không, tôi không giận. Vậy anh đang khó chịu về điều gì đó? Tôi hơi khó chịu, chắc tôi đang bối rối. Ồ, anh bối rối? Đúng, tôi hơi bối rối. Sau đó bạn sẽ nhận thấy giọng điệu của người kia có sự thay đổi, trở nên điềm tĩnh và trầm tư hơn. Bạn phải trò chuyện với giọng nói trong đầu anh ta và hỏi nó cảm xúc nào đang trỗi dậy. Bởi vì đôi khi mọi người không thể tự mình xác định điều đó. Thậm chí bạn không cần phải đối phó với nó, chỉ cần thừa nhận nó. Sau đó nếu bạn muốn có biện pháp giải quyết thì cứ tiến hành. Nhưng trước tiên hãy xác định nó đã. Không giải quyết ngay vấn đề, hãy xác định cảm xúc. Nên nhớ rằng cảm xúc dâng cao sẽ che mờ lý trí. Đó là lý do bạn phải để cảm xúc lắng xuống trước rồi mới có thể nói đến bất cứ điều gì một cách sáng suốt. Phương pháp số 16. Cách lựa chọn mình muốn cảm thấy thế nào. Theo Lynn Granbond và cuốn sách Excuse Me, Your Life is Waiting. Xin lỗi, cuộc sống của bạn đang chờ. Bạn đã bao giờ phấn khích với một ý tưởng lớn của mình và khi bạn chia sẻ với một ai đó, anh ta nhìn bạn như không hề có cảm xúc và nói, vậy thì sao? Bạn đang trong trạng thái rất hăng hái, còn người kia thì thật hờ hững. Trên thang cảm xúc, chúng rất cách xa nhau. Thực tế, bạn sẽ thấy sự thờ ơ ở rất gần với kiệt quệ, ngay dưới sự sợ hãi, tức giận hoặc thất vọng. Và ở trên cùng, có thể bạn sẽ thấy sự nhiệt tình, hăng hái. Vì vậy, nhiệm vụ của bạn trong phương pháp này là phải xác định bạn hoặc ai đó đang ở chỗ nào trên thang cảm xúc và giúp cảm xúc ấy tăng lên một cách thích hợp. Ví dụ, tôi có thể nói với bản thân, bây giờ tôi thấy rất hăng hái. Sau đó tôi tự hỏi, ồ, tôi đang ở vị trí nào trên thang cảm xúc nhỉ? Giọng nói trong đầu tôi lên tiếng, tôi chẳng quan tâm. Không, không phải tôi không quan tâm, mà là tôi sợ. Đó có thực sự là nỗi sợ hãi? Không, đó không phải là sự sợ hãi, đó là sự thất vọng. Đúng là nó, tôi thất vọng. Thất vọng về chuyện gì? Tôi không thể có đủ các nguồn lực tôi cần để hoàn thành tất cả các dự án đúng thời hạn.
Một khi xác định được cảm xúc mà tôi đang thực sự cảm thấy, tôi có thể hỏi bản thân, bây giờ tôi muốn cảm thấy như thế nào? Liệu tôi có muốn cảm thấy nhiệt tình? Liệu tôi có muốn cảm thấy thất vọng? Nếu bạn thực hiện phương pháp này với người khác, thì khi bạn đã xác định được cảm xúc thực sự của họ, hãy chất vấn. Bạn thích cảm thấy như thế nào? Sau đó bạn có thể nói về việc cần phải làm để điều đó xảy ra. Đến thời điểm này thì tâm trạng của người đó tự nhiên sẽ được cải thiện và mức độ năng lượng sẽ tăng lên. Nếu tâm trạng của bạn bị đặt nghi vấn thì hãy hỏi bản thân xem bạn muốn cảm thấy thế nào và sau đó cho phép mình cảm thấy điều đó. Nếu tự bạn không thể cảm thấy được thì hãy nhớ lại thời điểm trong quá khứ khi bạn có cảm giác đó hoặc ít ra là thời điểm có một nụ cười trên khuôn mặt bạn. Đến thời điểm này, bạn sẽ thấy năng lượng của mình đang trở lại. Khoảnh khắc mà tôi thích nhớ lại là khi tôi quan sát con trai ghi bàn thắng đầu tiên khi chơi bóng đá. Tôi phá lên cười mỗi khi nghĩ đến việc nó nhảy cẫng lên vui sướng với nụ cười nhăn nhở trên khuôn mặt. Và thế là bỗng nhiên tôi lại lấy lại được cảm xúc mình muốn có. Đây là một phương pháp hiệu quả để đối phó với bất kỳ trạng thái cảm xúc nào, thậm chí cả sự đau khổ nằm ở cuối cùng của thang cảm xúc. Đau buồn trong chốc lát là chuyện bình thường, nhưng vào một thời điểm nào đó bạn cần phải hỏi, vậy anh muốn buồn phiền trong bao lâu? Giọng nói trong đầu bạn có thể đáp rằng, tôi đã phát chán với việc buồn bã rồi. Và bạn phải tự hỏi, vậy bây giờ tôi muốn cảm thấy thế nào? Sau đó hãy nhớ lại thời điểm bạn có cảm giác mà mình đang mong muốn, hoặc nhớ lại thời điểm bạn ở cùng với ai đó có cảm giác giống vậy, hình dáng của nó ra sao, cảm xúc của nó như thế nào. Nếu bạn thực hiện điều này, bạn sẽ nhanh chóng thay đổi được cảm xúc của mình. Phương pháp số 17. Cách thức đưa bản thân mình và nhóm về hiện tại. Phòng theo Marshall Turber. Đây là phương pháp kiểm soát giọng nói của cả nhóm. Tôi gọi nó là những gì tôi cảm thấy muốn nói. Các bạn ngồi lại với nhau trước bất kỳ cuộc hội nghị hay họp hành nào và mỗi người lần lượt đều lên tiếng. Những gì tôi cảm thấy muốn nói là. Từ quan trọng nhất ở đây là cảm thấy. Và tất cả những gì mọi người được phép làm là nói mình cảm thấy như thế nào. Ví dụ, những gì tôi cảm thấy muốn nói là tôi thực sự mệt mỏi và tôi không muốn tham dự cuộc họp này. Những người khác đáp lại bằng câu hỏi đơn giản bằng câu nói đơn giản. Cảm ơn. Nhưng phải tuân thủ nguyên tắc không ai được lặp lại và không ai được phép nói đồng ý hoặc không đồng ý. Ví dụ, ồ, tôi cũng cảm thấy điều đó. Tôi không cảm thấy điều đó. Bạn chỉ được phép lắng nghe và khi mọi người thực hiện nhiệm vụ của mình thì bạn nói cảm ơn. Bên cạnh đó, bạn phải đặt ra giới hạn về thời gian. Thông thường từ 30 giây trở xuống là thích hợp nhất. Nhưng nếu nhóm của bạn đông thì có thể dành cho mỗi người không quá 5 giây. Bạn đã bao nhiêu lần tham dự một cuộc họp mà ở đó mọi người kiểm tra tinh thần của bản thân? Phương pháp này là một cách thức để trấn an những giọng nói trong đầu đang lao xao lên tiếng và đưa mọi người trở về hiện tại. Phương pháp này cũng cho phép mọi người thoát khỏi cảm xúc của mình một cách nhanh chóng. Còn nếu bạn chỉ có một mình và nhận thấy cảm xúc của mình lên cao khi đối mặt với một người khác thì hãy chất vấn bản thân, tôi cảm thấy muốn nói những gì? Tôi đã trải qua một vài cuộc điện thoại bán hàng mà tôi đầy ắp cảm xúc, cơ thể tôi run lên và tôi chẳng biết tại sao, đó có phải là sự căng thẳng, sự đề phòng hay một thứ gì khác. Vì vậy, tôi nói với bản thân, những gì tôi cảm thấy muốn nói là hiện tôi đang run lên và tôi không biết lý do tại sao. Thế là có gì đó trong đầu tôi lên tiếng. Tôi cảm thấy như có điều gì đó khác ở đây và nó chưa được tính đến. Hoặc, tôi thấy căng thẳng với cuộc gọi tiếp theo mà tôi phải thực hiện. Một khi bạn đã gọi được nó ra thì bạn có thể tiến lên. Hãy nhớ đừng gắn hậu quả và của trách những gì mọi người nói. Ngoài ra, phương pháp này phải được thực hiện ở một nơi an toàn nhằm cho phép bạn trở lại với thời khắc hiện tại và tiếp tục công việc của mình. Phương pháp số 18. Cách thức gọi nói ra. Làm sáng tỏ những vấn đề giấu mặt đang cản trở thành công. Bất kể khi nào giọng nói trong đầu bạn lên tiếng, bạn phải gọi nó ra, nói với nó như bản chất vốn có của nó. Ví dụ, có vẻ như điều này đang diễn ra. Những gì tôi nghĩ đang diễn ra chính là thứ này đây. Bạn có thể sử dụng phương pháp này khi gọi điện bán hàng, khi bạn thấy có gì đó đang đi sai hướng hoặc
hoặc khi giọng nói của bạn nhận ra một vấn đề, chỉ việc dừng lại và gọi tên nó. Ví dụ, tôi thấy dường như có gì đó đang diễn ra không đàng hoàng hay thẳng thắn. Nếu bạn sai thì cũng không phải vấn đề gì lớn và chúng sẽ nói, không, mọi thứ vẫn tốt. Nhưng nếu có gì đó thật sự đang diễn ra thì bạn phải đặt nó lên bàn thảo luận và thu hút sự chú ý của mọi người. Bây giờ bạn có cơ hội giải quyết những việc phải làm hay những vấn đề thuộc phạm vi cá nhân mà nếu không được giải quyết, nó có thể ảnh hưởng đến toàn bộ cuộc trò chuyện. Nó giúp mở toang cánh cửa đối với giọng nói trong đầu của mọi người. Bạn cũng cần gọi tên chính bản thân mình. Việc nhận biết những gì đang diễn ra trong đầu mình rất quan trọng. Nhận ra nó và đặt nó lên trên bàn, cho dù phải đưa nó ra bằng lời, ghi âm hoặc viết ra giấy. Một khi bạn đã gọi được tên nó, bạn sẽ thấy nhiều vấn đề lo ngại của mình bắt đầu tan biến. Điều mấu chốt là nếu bạn để giọng nói trong đầu lên tiếng một cách thầm lặng bên trong bạn hoặc trong nhóm của bạn, thì nó sẽ giống như căn bệnh ung thư đang dần dần di căn. Phương pháp số 19. Vượt qua suy nghĩ, tôi không thể làm được việc đó. Với sự cộng tác của Jane Johnson. Giọng nói trong đầu có thể làm tê liệt bạn nếu bạn để nó làm thế, đặc biệt là khi nó lên tiếng, tôi không thể làm được việc đó. Điều này thường xảy ra khi bạn mệt mỏi, thất vọng, bối rối, chịu áp lực hay vào một ngày mà bạn chỉ muốn bóp cổ người nào sắp giao việc cho bạn để phải làm. Hãy nhớ rằng những điều này chỉ ở bên trong đầu bạn. Quy mô của trò chơi bạn tham gia sẽ thể hiện mức độ tinh thần của bạn. Đừng bao giờ để cho giọng nói trong đầu chen vào cách thức thực hiện trò chơi đó. Tôi không thể, hiếm khi có nghĩa rằng bạn thực sự không thể. Những gì bạn thực sự nói là tôi không muốn làm hoặc tôi không biết làm như thế nào. Chúng ta sẽ giải quyết nó ở phần sau. Tôi chắc bạn biết rõ điều này và các bộ phận trong phương pháp này sẽ phát huy hiệu quả tốt khi những người khác trong nhóm của bạn thử nói tôi không thể với bạn. Đầu tiên, như trong tất cả các phương pháp kiểm soát giọng nói trong đầu, khi bạn nghe thấy thế thì hãy nói, dừng lại. Tốt nhất là nói một cách dứt khoát, mạnh mẽ và to tát. Hãy thử ngay bây giờ. Dừng lại! Tốt! Vì bạn đã dừng giọng nói đó trong một lúc nên bạn có thể thử một trong những động thái sau. Tự nhủ, tôi không thể thực hiện việc này và rồi thêm. Thắt hay phóng đại lên, ví dụ, tôi không thể vì hôm nay là thứ ba, tôi không thể vì đang mặc một chiếc áo sơ mi, hoặc tôi không thể vì mẹ vợ tôi nói thế. Bạn hiểu cách thức rồi chứ? Bạn càng làm cho những điều này trở nên quái đản càng tốt, cứ điên rồ và tự nhiên, đồng thời thực hiện càng nhanh càng tốt. Tiếp tục cho đến khi nó trở nên ngớ ngẩn đến nỗi bạn phá lên cười hoặc sáng tỏ vấn đề. Chất vấn bản thân câu hỏi. Vậy tôi có thể làm được những việc gì? Nghĩ ra càng nhiều thứ càng tốt và phải thực sự lắng nghe chúng. Ví dụ, tôi có thể đánh răng, tôi có thể uống nước, tôi có thể thắt dây giày, tôi có thể viết tên mình, tôi có thể nói to, tôi có thể hít thở, tôi có thể vừa đi vừa nói, vân vân và vân vân. Một lần nữa, nói to và nhanh như khi bạn nghĩ ra chúng, cuối cùng bạn sẽ bắt đầu cảm thấy vui vẻ hơn. Hãy hỏi bản thân. Nếu tôi có thể làm việc này, bất kể đó là việc gì, vậy đầu tiên tôi sẽ làm gì? Trí óc bạn sẽ trả lời câu hỏi này với điều gì đó rất thực tế và nhanh nhạy để giúp bạn đi đúng hướng và thúc đẩy nhiệm vụ sắp tới. Hãy tự nhủ, không phải tôi không thể, chỉ là tôi không muốn. Vậy cái gì tôi thực sự không muốn làm? Trí óc bạn sẽ trả lời câu hỏi đó một cách rõ ràng. Tiếp theo hãy hỏi, tại sao tôi không muốn làm việc đó? Nếu bạn trả lời một cách thành thực thì tôi đề nghị bạn suy nghĩ sâu hơn để tìm ra nỗi sợ hãi hay lo ngại khi thực hiện nhiệm vụ được giao là gì. Cách kiểm soát thành công cũng quan trọng như cách kiểm soát thất bại. Một khi bạn nắm được thực tế của cảm xúc thì bạn sẽ thấy nhiều năng lượng hơn, mức độ nhanh nhạy của bạn sẽ tăng lên và chắc chắn bạn sẽ tạo ra được một chiến lược tốt để hoàn thành nhiệm vụ. Hãy tìm ra những gì diễn ra bên trong đang muốn phá hoại giấc mơ của bạn. Sớm hay muộn, bạn cũng sẽ phải đứng bằng chính nhiệt huyết của mình và lập trình lại những phần trong con người đang níu kéo bạn lại.
Phương pháp số 20. Vượt qua suy nghĩ, tôi không biết cách thực hiện việc đó như thế nào. Với sự cộng tác của Jane Johnson. Rất nhiều lần, khi đối mặt với những thách thức và nguy cơ mới, giọng nói trong đầu sẽ tìm ra những cách thức bỏ chạy chứ không phải tiến thẳng vào mấu chốt của tình huống. Tôi nhận thấy điều đó ở những người muốn tự kinh doanh, học cách thức bán hàng, xây dựng nhóm, đầu tư hoặc đạt được mức độ nào đó về mặt tài chính, kinh doanh hay quản lý cá nhân. Họ dường như sẽ dừng lại khi bước đến ranh giới của vùng an toàn. Ví dụ, một đại diện bán hàng tỏ ra rất giỏi trong việc giao tiếp, xây dựng nhóm, làm việc trên máy tính và tạo ra những bảng tính phức tạp. Nhưng khi đối mặt với việc sở hữu một doanh nghiệp thì những kỹ năng này chỉ là một phần trong những gì cần thiết. Còn kỹ năng bán hàng, bộ phận quan trọng nhất thì ở ngoài vùng an toàn của anh ta hoặc cô ta. Và không bán được hàng đồng nghĩa với việc không có thu nhập. Sau khi cố gắng áp dụng tất cả kỹ năng và chiến lược mà mình biết, những con người này bắt đầu bước tới bờ vực của một lãnh thổ họ hoàn toàn mù mờ. Một khi đã chạm đến ranh giới vùng an toàn của bản thân thì giọng nói trong đầu sẽ nhảy ra và nói: "Tôi không biết cách thực hiện việc đó." Trong những năm huấn luyện và giảng dạy, tôi nhận thấy thậm chí nhiều người đã được trao những công cụ, chiến lược và hướng đi nhưng vẫn lựa chọn cách thức dễ dàng và nói: "Tôi không biết làm thế nào." Một khi họ rơi vào tình trạng bối rối và bị nó lấn át. Và họ phản ứng như vậy vì nó tỏ ra hiệu quả. Tại sao? Bởi vì trong suốt cuộc đời, khi bạn nói những lời này, mọi người thường vui vẻ giúp đỡ bạn. Vấn đề ở chỗ, việc này sẽ biến bạn trở thành một dạng nạn nhân giả hiệu, bởi vì bạn đã từ bỏ sức mạnh của mình để trao nó cho người khác. Và nếu lời khuyên của họ phù hợp với mô hình hiện tại của bạn, khiến bạn cảm thấy thỏa mãn đối với công việc đang tiến hành, thì có thể bạn sẽ nghe theo lời khuyên đó. Với kinh nghiệm làm việc với hàng ngàn con người trên khắp thế giới, tôi đã nhận ra một sự thật. Chưa đến 5% trong số họ thực tế đã nghe theo những lời khuyên bổ ích mà họ nhận được từ người khác. Vậy 95 còn lại thì sao? Họ thấy rằng lời khuyên nằm ngoài vùng an toàn của mình, vì thế họ thường bỏ đi tìm kiếm những lời khuyên an toàn khác hoặc thuyết phục bản thân rằng đơn giản họ không thể thực hiện nhiệm vụ tiếp theo, rằng họ chưa được chuẩn bị giao cho họ chưa được chuẩn bị cho nhiệm vụ đó, hoặc người cho lời khuyên đã sai. Thế là họ có lý do chính đáng để ở yên tại chỗ. Chà, tôi sẽ xong phần dông dài ngay đây thôi. Nhưng theo tôi, trở ngại lớn nhất đối với bất kỳ ai trong việc học điều gì đó chính là câu nói đơn giản: "Tôi không biết làm như thế nào." Có đến 90% trường hợp mọi người được chỉ cho cách thực hiện, được cung cấp những công cụ để tìm ra cách thực hiện, hoặc họ đã quan sát người khác thực hiện hàng ngàn lần rồi. Do đó, thay vì nói "tôi không biết làm thế nào", hãy nói "tôi cần phải học cách thực hiện" hoặc "tôi cần phải học những gì". Dưới đây là suy nghĩ của tôi về cách quản lý cái giọng nói trong đầu luôn khăng khăng cho là nó không biết làm như thế nào. Một, trước tiên luôn luôn nói "dừng lại" một cách rõ ràng và dứt khoát. Hai, tiếp theo cũng giống như phương pháp trên, bịa ra lý do bạn không biết làm như thế nào. Việc bạn sáng tạo ra những gì không thành vấn đề, điểm mấu chốt là chúng phải kỳ quặc. Ví dụ, tôi không biết làm thế nào bởi vì anh cha tôi sống ở Ohio. Tôi không biết cách thực hiện bởi vì đàn dương cầm có ghế ngồi. Tôi không biết làm thế nào bởi vì não tôi ở trên đầu tôi. Tôi không biết cách thực hiện vì tôi có một ngón chân út dị dạng. Tôi không biết làm thế nào vì những con voi màu hồng lại biết bay. Bạn hiểu ý tôi rồi chứ? Hãy bịa đặt một cách mạnh mẽ, dứt khoát và nhanh cho đến khi bạn cười phá lên vì điều đó, hoặc ít nhất bạn cũng bớt phiền muộn đi chút ít. Tôi đảm bảo việc đó sẽ làm bạn cười, thậm chí bạn sẽ nhận ra rằng giọng nói trong đầu đang muốn chống lại tiến trình này nhằm mục đích cuối cùng là không đem lại tiếng cười. Nhưng cứ tiếp tục thực hiện, khi phá bỏ được sự đối kháng đó thì bạn sẽ gạt được giọng nói trong đầu đang muốn lừa gạt bạn và biến thành đồ vô dụng. Một số người lại thích trở nên mất phương hướng, ngại ngùng và gắt gỏng hơn là niềm vui và thành công. Bây giờ hãy tự hỏi câu này thật to. Tôi biết làm những gì? Hãy trả lời câu này một cách thành thật và càng nhanh càng tốt. Khi năng lượng của bạn dịch chuyển, cần tăng thêm sức nặng đối với những thứ mà bạn biết cách thực hiện. Từng thứ một, ví dụ,
tôi biết ăn như thế nào, tôi biết ngủ như thế nào, tôi biết thở như thế nào, tôi biết đọc như thế nào, tôi biết tập luyện như thế nào, tôi biết đóng đinh như thế nào, tôi biết hoạch định một kế hoạch như thế nào, tôi biết viết một câu chuyện như thế nào, vân vân. Khi bạn thực hiện bài tập này, thậm chí bạn có thể trải nghiệm những cảm giác tự hào hoặc sảng khoái, và đó chính là mấu chốt của vấn đề. Đó là việc nhận ra rằng bạn thực sự biết cách thực hiện rất nhiều thứ, và thông qua việc liệt kê tất cả chúng ra thì có một phần sâu thẳm trong con người bạn sẽ bắt đầu nhận thức được vấn đề. Cuối cùng, chất vấn bản thân câu hỏi quan trọng sau. Nếu tôi đã biết phải làm gì thì bước đầu tiên tôi sẽ thực hiện là gì? Não của bạn sẽ đưa ra câu trả lời lớn và ngay sau đó nó sẽ tham gia cuộc đua. Bạn thấy đấy, tại nhiều thời điểm trong cuộc đời, bạn có thể nảy ra ý tưởng rằng mình không thông minh, kém nhanh nhẹn hoặc không giỏi giang như người khác. Đó là những thứ vớ vẩn. Theo cách nào đó thì nó tạo ra một vùng an toàn để bạn biện hộ cho lý do mình không có những thứ mà mình mong muốn trong cuộc đời. Hình thể, tiền bạc, mối quan hệ, tình yêu, tình bạn hay bất kể thứ gì khác. Xung quanh bạn có rất nhiều công cụ, người truyền dạy vĩ đại cũng như những phương tiện thông tin quý giá về cách thực hiện bất kỳ việc gì. Đừng bao giờ nói với bản thân rằng bạn không biết làm như thế nào, trừ phi kèm theo nó là niềm phấn khích muốn học hỏi. Những giọng nói kiểu như "tôi không biết làm thế nào" sẽ gây hại khi chúng được nói ra với sự thất vọng như một cách biện hộ hay lời bào chữa cho những kết quả xoàng xoàng của bạn. Bạn biết làm thế nào để thành công. Đừng bao giờ để những điều mà ai đó từng nói với bạn lâu lắm rồi, những điều bất lợi hoặc tiêu cực ảnh hưởng đến thái độ và khả năng sáng tạo của bạn ngày hôm nay. Phương pháp số 21. Truyền nỗ lực không ngừng của bạn. Một buổi sáng mùa hè nóng nực tại Arizona, tôi thở không ra hơi khi chạy xong quãng đường dài 3 phần tư dặm dọc bờ kênh Arizona. Có một giọng nói trong đầu tôi thường cổ vũ, cố lên, không được bỏ cuộc, anh có thể làm được mà. Dù cơ thể tôi cảm thấy như sắp tiêu đến nơi, những giọng nói khác lại bắt đầu than. Có thể việc gắng sức dưới nhiệt độ này không tốt cho anh. Tại sao anh cứ nhất thiết phải cố gắng trong mọi thứ? Chẳng lẽ chúng ta lại đang ở trong tình trạng không ngã đau thì không trèo cao được hay sao? Đây là cuộc đối thoại rất bình thường ở bên trong khi tôi đang chạy bộ. Tôi luôn tích cực và tôi tự hào về điều đó. Nhưng trong buổi sáng đặc biệt này, tôi lại có sự nhìn nhận khác về 1/4 quãng đường chạy còn lại. Nó như sau. Có những lúc trong cuộc đời bạn đã cố gắng một cách khác thường. Tôi cá là có những điều mà khi thực hiện bạn không hề nao núng, không biết mệt mỏi, sẵn sàng gạt bỏ giọng nói tiêu cực làm bạn sao lãng. Đó có thể là việc tập luyện, dọn dẹp nhà cửa, làm việc một cách tỉ mỉ, chăm sóc con cái hay tập đánh golf. Tôi chẳng biết được. Nhưng những gì tôi biết là bạn có khả năng gạt bỏ cuộc đối thoại tiêu cực nào trong đầu khiến bạn sao lãng khỏi mục tiêu của mình. Nếu bạn có thể thực hiện nó lúc này thì lúc khác bạn cũng có thể làm được. Tôi có một người bạn từ trước đến nay vẫn là một vận động viên trượt tuyết rất giỏi. Ngoài ra anh cũng luyện tập không biết mệt mỏi để có thể hình rất chuẩn. Anh rất mê mẩn hai môn này, nhưng về vấn đề tài chính thì anh rất tồi. Anh luôn trong tình trạng khánh kiệt, luôn kêu ca không bao giờ đủ tiền và luôn lo lắng về tài chính trong tương lai. Khi tôi nói chuyện với anh về vấn đề này, anh than, tôi rất thích trượt tuyết và tập thể hình, nhưng vấn đề tiền bạc thì đúng là một nỗi đau và tôi không thể sắp xếp nó được. Tôi hỏi, chẳng phải anh cũng cảm thấy đau khi leo lên đỉnh núi ở độ cao 8.000 feet, phổi của anh như muốn nổ tung, chân anh thì nặng như chì và trái tim anh như muốn thoát ra khỏi lồng ngực sao? Ồ, đúng thế. Tôi hỏi tiếp, vậy sao anh vẫn muốn làm chuyện đó? Bởi vì nó tốt cho tôi và tôi cảm thấy rất tuyệt khi thực hiện nó. Ánh sáng bắt đầu ló ra. Anh vẫn luôn thuyết phục bản thân rằng tiền bạc là một vấn đề hoàn toàn khác. Anh vẫn luôn lẩn tránh việc đối mặt với vấn đề tài chính và đóng gói hình ảnh bản thân trong năng lực về thể chất. Ý nghĩ của anh luôn là, có thể tôi không giàu nhưng ít nhất tôi cũng có thể hình tốt. Tôi hỏi, tại sao không phải là cả hai? Tôi nói với anh rằng, chỉ cần anh áp dụng một nửa cường độ, nguyên tắc và khả năng quản lý giọng nói trong đầu mà anh đã sử dụng trong việc tập luyện và việc phát triển tài chính ở hiện tại và tương lai, thì anh sẽ ở trong tình trạng tuyệt vời. Đến nay, anh đã mua và tích lũy được một số tài sản lớn tại vùng Bắc Nevada. Chưa kể thu nhập từ những tài sản đó cũng đã đủ cho nhu cầu của gia đình anh trong rất nhiều năm.
Anh ấy đã làm gì? Tìm ra lĩnh vực trong cuộc đời mà anh sẽ nỗ lực không ngừng. Chuyển đổi thói quen, sự tập trung và cường độ mà anh đã có vào một lĩnh vực khác trong cuộc sống mà anh cần phát triển. Thôi lừa gạt bản thân bằng cách nói rằng lĩnh vực đã bị bỏ quên trước đó là không đủ quan trọng. Sử dụng cùng một giọng nói đã thúc đẩy anh chinh phục đỉnh núi để thúc đẩy anh trong vấn đề tài chính. Bạn cũng có thể làm được việc này hôm nay. Hãy là con người tuyệt vời, kiệt xuất và tài giỏi mà sâu thẳm bên trong bạn biết mình là như thế. Đây là tất cả những gì tôi gọi là các kỹ thuật quản lý giọng nói trong đầu. Hãy cố gắng áp dụng chúng hàng ngày, thực hành nhiều lần cho đến khi chúng trở thành bản năng. Tôi đảm bảo rằng bất kỳ tình huống nào nảy sinh cũng sẽ cho bạn một cơ hội để áp dụng một hoặc nhiều phương pháp nhằm kiểm soát bộ não của bạn trong khoảng thời gian 30 giây. Hãy nhớ, khi hai người đi cùng nhau thì người có năng lượng cao hơn sẽ giành chiến thắng. Thương vụ lớn nhất chính là bán hàng cho giọng nói trong đầu bạn. Chẳng có cuộc gọi nào lại không dính đến kinh doanh. Vấn đề nằm ở chỗ phần nào trong con người bạn sẽ chiến thắng, bạn hay giọng nói trong đầu mình. Sự lựa chọn vẫn luôn nằm trong tay bạn, nhưng bây giờ bạn đã có thêm những công cụ hỗ trợ mình. Hãy lựa chọn để thành công.